sáng ngày thứ hai của chúng ta vẫn còn trên biển khơi, biển và biển trời mà trời không thấy gì hết trơn. Cái này không thấy tàu buông tàu biết gì hết trơn. Hết rồi. Mày ra tới mễ không ạ? Qua nước mễ không? Tới nước mễ rồi. Nhưng mà nó đã đi tới cái điểm cuối rồi, bắt đầu nó bọc trở lại. Bữa nay biển thì rất là đẹp các bạn. Không có sóng yên tĩnh vô cùng, nhìn rất là bằng phẳng. Tuyệt vời, tuyệt vời. Trời mắt. Trong phòng ngủ của mình đi ra, ngồi ta đi ăn sáng nè. Hôm nay ngày 15 tay rồi. Hôm qua mình xuống tàu 14 lần, chạy hôm đi nguyên đêm cái nay tàu chạy nguyên đêm. Giường chưa làm mới ngủ dậy. Còn anh chàng kia vừa tắm xong, mặc áo hú hồn, chưa tưởng chưa mặc quần. Ai dạ, mặc quần rồi luôn. Nà. Rồi. Nó có cái sofa ở đây. À, không có áo sạch không? Không. Rồi, tắm đi nha. Xíu xíu. Đâu rồi, ở đây nó nóng theo kiểu tròn quỉnh. Nó không làm vuông mà làm tròn. Tròn. Đây là tủ quần áo. Quần áo này cũng có đèn này. Làm cho cũng được mấy cái áo mà rồi thôi mình ăn sáng nè. Rồi ăn sáng rồi mới nhớ quay phim ăn hết rồi. Còn gì nữa không? Đúng vậy ơi. Ăn xong rồi mới nhớ. Vậy á. Này còn biên lai rai. Ở này chỉ có 1/4 của chiếc tàu mà chỗ ăn gì buffet nha. Có 4 góc luôn các bạn. Ok. Ngoài này biển nè. Có hai người này thấy là con này, còn hai bạn hiền kia chưa thấy tơ xuống phòng ngủ hay gì á. Ok, dưới sơ sơ chắc bạn coi buổi sáng ở đây là ăn là như vậy. Có rất là nhiều người á. Ok, hẹn gặp lại. Cái phố mà mình thích nè. Đây là phố của gọi là châu Âu. Sao còn mặt mình vậy? Là trong tàu nha các bạn. Nó gọi là phố cho giống như mấy châu Âu. Đẹp quá. Mình mất đi mất hết khúc rồi. Đó, có xe classic car nè. Đó, chơi nhạc nữa nè. Đã. Đẹp không? Mình lên
trễ cho nên lạnh hết rồi, đóng cửa rồi, giờ mình đi ăn pizza. Có những cái quán nữa, mình rất là thích cái chỗ này, nguyên cái giải trên này là khác theo kiểu đó đó. Anh vô hả anh? Anh đang ngồi ở đây em cho anh hả? Anh là muốn ngồi ghế thấp không? Kể cả bàn thấp không? Ok, vô order để nó kiếm bàn. Mình đi ăn pizza này, pizza ở đây làm rất là ngon nha. Đây, tới Hagura nha các bạn. Nãy có chụp con voi hình thằng kia à, vừa lên tàu nha, tàu đậu đó kìa, nó tàu đậu đó. Đi xuống đây giờ vô đây nhà tà vô đây, nó có trên lầu nữa, mình đi dưới trước. Chút xíu thôi tại mình sẽ hết phim các bạn ơi. Ngọc có chụp hình ở chỗ đồ kiện. Ra đây đặng đi mướn taxi. Mướn taxi đặng đi lên island, lên island của cái thành phố này coi cho nó làm cái gì nha. Thì ở đuôi tàu đậu đó. Giờ để cho em vui với Quyên nó lựa taxi. Em nè, 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 em thấy rồi, thấy rồi. Đi. Okay, cái xe này chở mình đi nha các bạn. Rồi mọi người lên xe. Ra đây nó còn ghê hơn đó, giùm ra cổng các bạn. Mấy người không biết họ đi bộ ra nè. Yes, sir. Only speak English, Spanish, no Spanish. No Spanish. Okay. Welcome to the island. Good morning. Thank so you. My name is Fernando. I'm driver for today. Okay. Now we going to the Oakridge, okay? Okay. If you want to take a picture, you tell me we stop it, we have no problem, okay? You see some area, it's good, looking good, and then we stop, take a picture, if you know. Yes. Right. Ôi trời ơi, cái cây kìa. Where? Yeah. A lot here. Yeah, the fruit. Mà đưa nhìn đây trái mình thích. Đưa mình đi. Vào chưa thấy chôm chôm. Đây hai bên nhà là như vậy. Giống giống như Việt Nam. Y như Việt Nam các bạn. Đường Trà Vinh đây. Đây này giống đường Trà Vinh không? Mà đường Trà Vinh là rộng hơn nhưng mà hai bên nhà hả? Giống vậy đó, cái dắt đường giống thật à. Đó, sống nhà giống Việt Nam các bạn. Quá giống luôn. Sớm đó cho mấy người đó chở khách hàng đi vòng vòng ở trong cái sớm này. Cái gì? Nó gọi đi nhà sàn hả?
nhà xe. Tàu cập bến nữa rồi. Costa Maya. Tàu cập bến rồi. Costa Mesa. Maya. Costa Maya. Đây, cái cảng này ở đây chắc cũng bèo hơn hôm qua mình đi nữa. Tôi thấy có chút xíu ở chỗ này. Rồi, để hồi mình vô trong kia coi thử cái này. Có ai chỗ này có chút xíu không biết có bự hơn nữa. Ok, lát mình quay các bạn coi nha. Cái đảo này thấy nhỏ xíu xíu à. Có gì đâu coi trời. Ờ, ngay chỗ đó nó có lên đó là có chỗ tắm. Thôi rồi tắm rồi chắc đi xuống quá. Này mà nói phòng chim à, mình quay ra. Costa Maya đi xe. Xe bus chở đi vô ngang quý vị. Chỗ đó đó gửi mấy cái lại information là chỗ đó đó. Đi xe bus rồi mấy chỗ đó. Information to the beach. Ai, my way. Costa Where you wanna go, guys? Costa Maya. You wanna go to the nè, hồi đó có chụp hình trước cục đá này coi nè. Mọi người đang coi mấy người này tuột ở trên nó tuột xuống mà. Cái dừa đẹp quá các bạn. Dừa trái không? Đông người không? Coi mấy người tuột xuống, tự trên cây xuống. Vô phim. Hello. Trong này là khu shopping nha các bạn. Vừa lên tàu là có khu shopping liền. Này lần thứ gì mà lại có Costa Maya à? Cũng cái cây á. Cái cầu này là có mấy người nó đeo cánh rồi lên đó. Nó bay á, đã lắm. Chắc này sáng nè. Ừ.
Additionally, the flyer's outfit were costumes elaborated with bird feathers. Due to the conquest, the attire has been changing because of the Spanish influence. The white outfit is a combination of the colors represented in nature. The sunlight rays, the meadow flowers, the rainbow, the moon. UNESCO declared the ritual ceremony of the Copa de the Flyers as a I would like to remind you that the main income of the Copa de the Flyers is based on your tips and donations. Cái gì đó nó tuôn ra từ từ. If you want to take a picture with them, please come closer and remember. Welcome to Costume. Rồi, xong rồi. Ê, cho anh trà kia đồng giùm á.